Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn, những khán giả thân thương thân thuộc của tôi. Ngày hôm nay lâu lắm rồi tôi mới được dịp ngồi ở đây để mà thu âm, để mà có thể chia sẻ, nói chuyện với các bạn, để gửi cái cảm xúc của mình lan tỏa tới cộng đồng của mình. Thì hôm nay tôi có một cái ý tưởng rất là hay và rất là tuyệt. Có bao giờ bạn có một cái ước mơ hoặc là cái mục tiêu nào đó mà nó rất là khó khăn để đạt được? Ví dụ nha, nếu mà ước mơ thì ước mơ cho to đi. Giống như giờ bạn chưa có 20 tỷ thì bạn đang ước mơ là bạn có 20 tỷ, là tương đương 23 tỷ là gần 1 triệu đô. Thì bạn có bao giờ bạn ước mơ một cái số tiền lớn và cao vời như vậy hay chưa? Hoặc là đơn giản bạn có một cái mục tiêu nhỏ là chinh phục cái cự ly chạy bộ khoảng 5 km hoặc là 10 km. Bạn có bao giờ bạn có cái mục tiêu bé bé giống vậy chưa? Rồi xong rồi sau đó đó thì bạn cảm thấy rất rất là khó khăn để mà đạt được cái ước mơ hoặc là cái mục tiêu của bạn. Thì tất nhiên là mục tiêu và ước mơ thì lúc nào nó cũng khó khăn. Khi mà bạn chưa đạt được thì bạn mới ước mơ, bạn mới đặt ra cái mục tiêu để bạn đạt được. Chứ nếu mà bạn đạt được rồi, bạn có rồi, ví dụ như gia đình bạn giàu sẵn rồi, bạn ước mơ 20 tỷ nữa để làm gì? Thì hiện tại bạn đang ở nghịch cảnh, bạn đang rất là khó khăn, bạn đang thiếu tiền hoặc là tiền của bạn đang còn ít, thì bạn mới có một cái ước mơ đó. Thì cái ước mơ đó, khi mà bạn đang khó khăn như vậy, đó mới là cái nền tảng cho cái ước mơ và mục tiêu của bạn hiện tại. Thì trải qua nghịch cảnh thì bạn mới có được cái mục tiêu và cái ước mơ như hiện tại. Thì ước mơ, mục tiêu nào thì nó cũng khó khăn thôi, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ cái việc chơi game đến cái việc kinh doanh, kiếm tiền, nó đều khó khăn như nhau. Bạn nào nói chơi game nó dễ mà nó vui đâu, chơi game nó cũng khó. Như lúc mà tôi mới chơi game Liên Quân á, nó rất là khó khăn, rất lúc ban đầu rất là khó khăn. Và cái phối hợp giữa mình và đồng đội, nó là một cái môn rất là đồng đội luôn. Cái môn Liên Quân, không biết bạn nào chơi trò chơi Liên Quân chưa, mà bây giờ cái trò chơi đó rất là thịnh hành. Và có một khoảng thời gian là tôi nói bạn là tôi cũng bị nghiện cái trò chơi đó luôn. Hiện tại thì nói chung là tôi tập trung vô việc làm YouTube video nên là cũng không có thời gian chơi game nhiều. Nhưng mà nếu mà có một khoảng thời gian nào mà siêu rảnh luôn á, là không có làm video hoặc là không có học cái gì mới, không học tiếng Anh, thì có thể là tôi có thể là chơi vài trận game cho nó thư giãn đầu óc. Nhưng mà nó cũng rất là khó khăn. Ý tôi nói bạn là chơi game hay là kinh doanh gì nó cũng khó khăn cả. Và để đạt được cái mục đích đó thì phải trải qua những cái khó khăn và gian khổ. Chưa kể đến là bạn sẽ chấn thương và bạn sẽ khủng hoảng. Giống như là chạy bộ, bạn nào nói, bạn nào bây giờ mà chưa chạy được cự ly 5 km hoặc 10 km, bạn chạy thử coi. Nói thiệt với bạn là mới đầu tôi chạy, chạy được có 500 m là tôi ná thở, không có chạy được liên tục. Phải luyện tập một cái thời gian rất là khó khăn và gian khổ mới có thể đạt được cái cự ly 5 km. Tôi nói thiệt bạn, rất là gian khổ và mỗi ngày luôn. Mỗi ngày mà trong vòng 3 tháng đó là mới đạt được cái cự ly là 5 km liên tục đó. Chạy liên tục 5 km không ngừng luôn á. Rất là gian khổ, rất là khó khăn, và chưa kể đến chấn thương khủng hoảng nữa. Bạn nào ví dụ như mới chạy bộ đi, bạn cũng sẽ có những cái chấn thương chứ. Đau chân nè, đau bụng nè, đau đùi nè, rất là khó chịu luôn. Chưa kể là phổi với tim bạn nữa, nó nở ra, nó khiến cho bạn là bị đau ngực luôn. Nó khó thở mà giống như là bạn sắp chết luôn á. Nên là cái mục tiêu và cái ước mơ nào nó cũng khó khăn hết. Nhưng mà một cái ý tưởng lớn ở đây là cái hành trình và cái đích đến. Bạn hãy hình dung một cái cự ly chạy bộ 5 km. Nếu mà hiện tại bạn chưa đạt được cái cự ly đó thì đúng là nó rất là khó khăn với bạn. Nhưng cái vạch đích ở cái mức 5 km nó sẽ không khiến bạn vui sướng bằng cái quá trình bạn chạy đến đó. Nếu mà cái đích đến đó, là cái đích đến là 5 km, là cái khoảng cách 5 km đó. Nếu mà bạn đến được cái khoảng cách 5 km đó mà nó làm bạn vui sướng thì bạn cũng không việc gì bạn phải chạy bộ làm gì. Bạn chạy xe đạp, bạn đi xe máy hoặc bạn đi ô tô, bạn cũng đi được 5 km vậy. Tại sao bạn phải chạy bộ? Rõ ràng chạy bộ nó giúp ích cho cơ thể bạn rất nhiều. Và cái quá trình mà bạn chạy bộ nó mới làm bạn sung sướng. Cái quá trình mà bạn bứt phá bản thân, bứt phá tâm trí, nó mới là sung sướng.
chứ đâu phải là cái đích đến 5 km nó giúp bạn sung sướng đâu. Nên là cái đích đến thì rất là vui rồi, nhưng cái quá trình để bạn trải nghiệm cái việc đó nó còn vui hơn cái đích đến gấp trăm gấp ngàn lần. Từ cái ý tưởng này tôi mới suy nghĩ đến hành trình hiện tại của mình, và chắc chắn là cái hành trình hiện tại của tất cả mọi người luôn, là bất cứ ai cũng đều trải qua cái hoàn cảnh khó khăn hết. Tất nhiên mục tiêu, ước mơ thì mình phải đặt ra và mình phải cố gắng đạt được, nhưng tại sao mình không hưởng thụ cái hành trình và đích đến? Tại sao mình không hưởng thụ cái quá trình mà mình đang chinh phục này? Nó rất là vui, nó rất là sướng, nó mặc dù nó nhiều gian nan á, nó nhận được nhiều cú tát từ xã hội nè, nó nhận được nhiều cú vả từ cuộc sống nè, nhưng mà nó rất là vui và nó trải nghiệm rất là sâu sắc cái cuộc hành trình này. Vậy tại sao mình không hưởng thụ cái quá trình này, mà tại sao mình cứ suy nghĩ đến cái đích đến, cái ước mơ giống như là 20 tỷ, 23 tỷ đi, tại sao mình lại suy nghĩ vậy? Cái đó làm cái gì cho nó nhức đầu, cho nó tụt năng lượng? Thay vì suy nghĩ về cái ước mơ đó nó làm bạn tụt năng lượng, tại sao bạn không chia nhỏ ra, bạn không chia nhỏ cái cự ly ra để bạn tập hàng ngày hàng ngày? Tại sao bạn phải suy nghĩ về cái cự ly 5 km, 10 km làm gì? Tại sao bạn không chia nhỏ ra là ngày hôm nay tôi chỉ cần cố gắng thêm 50 m nữa là ok, ngày mai tôi chỉ cần cố gắng thêm 100 m nữa là ok, ví dụ như hôm nay tôi chạy được 500 m, ngày mai tôi chạy được 550 m là tôi vui lắm rồi. Không cần phải hôm nay mới có 500 m mà ngày mai làm sao mà chạy được 5 cây số được, không bao giờ. Tôi hồi đó thì chứ khi mà chạy bộ á, mới đầu đặt ra cái cự ly là 5 km, tôi nói bạn chạy được 500 m nó ná thở luôn, mà ráng lắm luôn là được có 1 cây số ná thở. Mà tôi nói thiệt với bạn là khóc luôn á, chạy được mới 1 km rồi mình muốn khóc luôn. Mình khóc tại vì mình giận bản thân mình chứ, sao mình yếu vậy, sao mình tệ vậy? Và nó tụt năng lượng bạn, nó tụt năng lượng và nó khiến cho cái hành trình chạy bộ đó nó không còn vui vẻ gì nữa. Nhưng mà từ khi mà tôi biết được cái ý tưởng hành trình và đích đến thì mỗi ngày tôi đều đặt mục tiêu là cứ thêm 50 m, thêm 100 m thôi, và nó đến 5 km, nó đến lúc nào không biết, nó đến cái khả năng của bạn á, chạy được 5 km đó lúc nào bạn cũng không biết luôn. Mà tôi nhớ là tầm 3 tháng là mình có thể chinh phục được cái cự ly là 5 km rồi. Nên là hãy hưởng thụ cái hành trình của bạn, và từ đó bạn sẽ biết là trân trọng, yêu thương bản thân bạn hơn, và từ đó bạn có thể là cảm nhận, suy nghĩ và hưởng thụ bản thân bạn nhiều hơn. Từ đó bạn có thể chinh phục được những cái đích đến, những cái mục tiêu, những cái ước mơ xa vời khác. Chứ nếu mà bạn giận bản thân bạn, bạn không yêu thương bản thân của bạn, thì lúc đó bạn sẽ chán ghét những thứ xung quanh, và lúc đó bạn sẽ quên cái ước mơ, quên cái mục tiêu của bạn lúc nào bạn không biết, và bạn cảm thấy mệt, rất là mệt mỏi với cuộc sống này. Tại sao bạn lại mệt mỏi với cuộc sống này? Tại vì bạn đặt ra mục tiêu cao quá, xa quá, ước mơ của bạn xa quá mà bạn không chia nhỏ nó ra. Nếu mà bạn không chia nhỏ nó ra, bạn sẽ không biết là làm cái việc gì đầu tiên, làm cái việc gì thứ hai, và ngày hôm nay mình sẽ làm gì. Thay vì vậy, hãy đặt ra cho mình cái lộ trình thật là đẹp, thật là hợp lý, và kèm theo đó là mình chữa lành những vết thương, mình yêu thương bản thân mình nhiều hơn để mà mình tránh những cái khủng hoảng, những cái chấn thương đáng tiếc xảy ra. Và nếu mà bạn chịu khó quan tâm đến bản thân mình một tí xíu, và chịu khó chia nhỏ những cái ước mơ, những cái mục tiêu ra một tí xíu, thì chắc chắn một ngày nào đó bạn sẽ đạt được cái ước mơ to lớn của bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã nghe video đến đây. Lâu lắm rồi tôi mới làm một cái video mà ngồi nói chuyện tâm sự với các bạn như thế này. Tôi rất là thích. Nếu mà cuộc sống của bạn thay đổi theo một cái chiều hướng tốt đẹp, thì hãy quay lại comment cho tôi biết. Tại vì chúng ta là một vòng kết nối, và tôi muốn kết nối với bạn. Với cái thời buổi
công nghệ Internet hiện nay thì cái việc kết nối với các bạn nó không hề khó. Vì vậy tôi rất là mong được nhận được những cái comment, những cái tương tác của tất cả các bạn và gửi những cái điều tuyệt đẹp nhất, những điều giá trị nhất được gửi đến bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau.